Ba con giáp yên tâm, từ nay đến 30 tháng 4, vạn sự hanh thông, ung dung đón tiền về ví, qua rồi cái giai đoạn gian khổ thăng trầm. Thứ nhất là con giáp tuổi Mùi, nhờ có sự che chở của chính quan, người tuổi Mùi được tạo ra những cơ hội thuận lợi để phát huy năng lực chuyên môn, cũng như tích lũy được kinh nghiệm cho quá trình thăng tiến về sau. Thái độ nghiêm túc và sự nỗ lực đóng góp cho tập thể trong thời gian qua của bản mệnh được cấp trên đánh giá rất cao, bạn có thể nhận được sự khen thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Từ nay đến 30 tháng 4, rất nhiều tiền tài và lợi lộc. Thứ hai là con giáp tuổi Hợi. Tuổi Hợi tử vi từ nay cho tới ngày 30 tháng 4 cho thấy người tuổi Hợi vận thế cực kỳ tốt, làm gì cũng thuận, may mắn quấn quanh thân trong thời gian này, vận trình sự nghiệp hanh thông, thông minh, lanh lợi, nhảy sang cương vị mới, sớm được lãnh đạo coi trọng và trọng dụng, lương bổng tăng vọt, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Từ nay cho tới 30 tháng 4, vận tài lộc làm ăn rất là thuận lợi, việc đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận lớn, có tầm nhìn tuyệt vời, sớm thu về lợi nhuận gấp đôi, có thêm nhiều khoản đầu tư tốt, mang lại cho mình nhiều tài sản có giá trị. Thứ ba là con giáp tuổi Dần. Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị và một phần làm việc vất vả, cho nên từ giờ đến ngày 30 tháng 4 chính là cơ hội thăng quan tiến chức của người tuổi Dần. Tay phải hái ra vàng, tay trái hái ra bạc, công việc thì thuận lợi vô cùng. Từ nay đến 30 tháng 4, họ làm ăn sẽ được thuận lợi, quý nhân sẽ giúp đỡ, liên tục mang lại cho mình nhiều cơ hội đổi đời. Ba con giáp này đón tài vận tin vui nhé.